Cắn cái gì mà cắn hả chút? À. Tay như nhìn tay vàng tay ngọc của tao mà mày cắn như thế này mà chảy hết cả máu rồi, nhìn đây nhìn này. Máu. Đây má ơi, máu ở đây mà. Ở đây máu máu em máu. Lườm cái gì mà mày lườm không? Cắn cái gì đây này? Máu đây thấy không? Cái mồm mày sinh thật không phải là để cắn nhá. Nó rung rời nó mất, rung rời nó mất đấy, rung rời nó mất đấy. Thì mẹ chửi cái chứ tọt ra đây làm ạ. Hư thì hư vừa vừa thôi nhá, thấy sợ hiền quá không làm gì bắt đầu. Cái mồm xuống này hơi tí là cắn. Khóc. Em dí vào mặt cho xem nào. Khóc rồi. Em dí nước mắt rồi đây này. Khóc rồi đây này. Dạy thì yêu quá bắt đầu làm. Ôi dồi mồm, cái mồm này thành mồm. Ôi dồi đang mềm mềm đấy, run run này đấy, mềm mềm đấy. Là nhẹ thế mà mếu cái gì mà mếu hả? Ôi trời ơi cho em. Cắn kiểu gì, cắn nhẹ nhẹ thôi. Ai chẳng biết là đang mọc răng thì con cắn nhẹ nhẹ thôi. Cắn như thế thì làm sao mà được. Khóc đấy, nó khóc như này. Biết rồi, biết rồi.